Rồi, thế là bắt đầu rồi. Bắt đầu chơi nhá. Con mời ba ăn. Ăn gì đó? Ăn gì đó gì? Con mời ba ăn. Xin xích, xin xích, xin xích, xin xích. Tiếng chào, cung cấp lương thực đã đến. Giờ bây giờ hãy nhận hàng. Chết rồi, chị rồi. Ừ, chết rồi. Anh bố phải đi được cho em. Ôi giời. Cả hai anh em ngủ nhiều lúc. Bố thì chỉ có một người mà con thì lại hai người. Mình không bế thằng dừa thì cái đu đủ nó khóc, mà không bế đu đủ thì thằng dừa nó khóc. Ba mẹ đã cánh chim đưa con đi thật xa. Ba sẽ là cánh hoa cho con cày lên được. Cái niềm vui của bé, cái sự lạc quan của bé và lúc nào cũng yêu thương những người trong gia đình, đó là cái quan trọng mà Thành hướng tới. Đó, hết đâu rồi? Đó, hết chảy máu rồi. Đúng không? Nhưng quãng thời gian mà lớn lên vài năm đầu của bọn trẻ nhà em thì em không có ở bên cạnh nó nhiều. Nhiều khi mình đi về các bạn ấy còn quên cả tên mình cơ. Em nghĩ là em nên có một cái kỷ niệm với các bạn dù là nhỏ nhất. Trộn đá là anh ăn nhá. Ừ, không cần trộn đâu, không cần trộn đâu. Cho em ăn, em đang đói lắm rồi đây này. Đúng rồi. Đây. Qua chương trình này em hy vọng là ba bố con có thể là cùng chơi cùng nhau, ăn cùng nhau và có thể là vui cùng nhau. Hy vọng thế.